lóng lúng đâu đó. Trời ơi, thầy cháu cái gì đó thầy? Bí. Đấy. Dạ. Riêng đò không là ăn. Mình đi nhà hàng hay có cái món gọi là chấm chao á thầy, hay chấm cháy được. Cái gì cháy tỏi đó. Dạ. Không đấy, này cháy luôn. Ở đây chú biết nấu canh này, thịt bằm ra nấu lên xong rồi ngắt cái này này, nhúng vào cái là ăn nó cũng có mùi sâm bổ. Yeah. Còn hai ba lần ngắt đọt này ăn quá. Quá sạch. Chứ. Chứ là nó đọt ăn. Cái kia là cũng đậu bắp nè.